Âm thanh Đức Hạnh xin chào toàn thể anh em đam mê âm nhạc. Âm thanh Đức Hạnh xin gửi đến quý vị và các bạn một tuyệt phẩm, đó là một chiếc âm ly Sansui QR 4500, một chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Như các bạn đã từng biết, âm ly Sansui QR 4500 đã được sử dụng với 4 đường ra công suất, cho phép các bạn đánh được 4 đường loa và 4 cặp loa khác nhau cùng một lúc. Các bạn có thể ghép với những các dòng loa khác nhau và cho những chất âm khác nhau, và các bạn có thể cảm nhận một cách chi tiết nhất về dòng loa âm ly Sansui 4500 này. Tất cả các chế độ của chiếc âm ly này vẫn hoạt động cực kỳ tốt. Tất cả đèn sáng đều, radio hoạt động nét. Như bạn thấy đây, chiếc âm ly Sansui 4500 này thì sử dụng với 310W cho 4 kênh. Vâng, rất khỏe các bạn. Rất ghế ghép loa nhỉ. Bác nào muốn sở hữu một chiếc âm ly được đẹp xuất sắc như thế này thì liên hệ với Âm thanh Đức Hạnh theo số máy 0948 403 966. Quá đẹp cho một chiếc âm ly này. Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại 0948 403 966, địa chỉ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của Âm thanh Đức Hạnh để được cập nhật những sản phẩm mới nhất và chi tiết nhất và đẹp nhất. Hy vọng tất cả các sản phẩm bên Âm thanh Đức Hạnh sẽ làm hài lòng tất cả các bác trên mọi miền quê hương Tổ quốc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào các clip sau.